Thưa quý vị, người Việt tại Nhật Bản đang háo hức đón chờ ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Nhưng vào dịp này, các thực tập sinh, du học sinh Việt Nam đang làm việc và học tập tại Nhật Bản vẫn phải đi học và làm việc theo quy định của nước sở tại. Và để đáp ứng tâm nguyện của tu nghiệp sinh, thực tập sinh đang sinh sống ở tỉnh Aichi, năm nay trụ trì chùa Phước Huệ, tỉnh Aichi, Nhật Bản, đã tổ chức gói bánh chưng sớm hơn. Các nguyên liệu như gạo nếp, đỗ xanh, lạc đã được đưa từ Việt Nam sang. Đông đảo Phật tử Việt là những tu nghiệp sinh, du học sinh cùng chung tay gói những chiếc bánh chưng, bánh tét để dâng cúng bàn thờ Phật nhân dịp Tết Kỷ Hợi cận kề. Qua hoạt động này, chùa Phước Huệ mong muốn mang đến một cái Tết cổ truyền xa xứ ấm áp và thiêng liêng.